91 cửa hàng của chuỗi cắt tóc này mới đi vào hoạt động lại được vài ngày khi chính phủ dừng giãn cách xã hội. Để doanh thu có thể đảm bảo khi vừa quay trở lại, doanh nghiệp đã phải lên kế hoạch và triển khai ngay từ tháng 4. Đóng cửa nhưng vẫn tạm vay tiền mặt khách hàng để chi trả chi phí cố định bằng cách khuyến mãi lên tới 35% cho khách nếu khách nạp tiền trước vào tài khoản cắt tóc giai đoạn này. Thực tế thì so với cái doanh số thông thường thì nó sẽ rất là nhỏ, nó không thể so được. Tuy nhiên thì dù sao thì đây cũng là một cái giải pháp mà chúng tôi thấy là nó rất là hiệu quả trong cái giai đoạn này. Cũng rất là bất ngờ với cả cái sự ủng hộ từ phía khách hàng, vì có anh chuyển khoản đến 50 triệu. Với nhóm doanh nghiệp dịch vụ ngành F&B, cách ly xã hội không có doanh thu nhưng vẫn phải trả tiền mặt bằng. Các doanh nghiệp này lại khó tiếp cận vốn ngân hàng do tài sản đảm bảo không đủ, thì bán thẻ quà tặng được xem là cách có thể huy động được vốn trong ngắn hạn. Chúng tôi đã có khoảng 300 cửa hàng đăng ký, trong đó 80% là các cửa hàng ăn uống, và doanh số đạt được là khoảng 40 triệu. Thì cái này là một con số không lớn nhưng mà cũng rất là đáng khích lệ cho đội ngũ của chúng tôi. Hình thức bán thẻ quà tặng, nạp tiền vào thẻ thành viên không phải là một cách mới, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay lại giúp huy động tạm thời dòng tiền của doanh nghiệp. Trên thế giới, những thương hiệu lớn như Starbucks cũng đã huy động được hàng triệu đô la Mỹ vốn với lãi suất 0% từ khách hàng bằng hình thức trả trước như vậy. Tuy nhiên, để có thể thuyết phục khách hàng sử dụng hình thức này, doanh nghiệp phải thực sự có uy tín. Doanh nghiệp phải là những doanh nghiệp rất là có uy tín, đã tạo được một cái thương hiệu trên thị trường, có được một cái sự tin cậy của cái người tiêu dùng. Và các cái doanh nghiệp mà đưa ra các chương trình như này thì lập tức là người tiêu dùng sẽ có những cái phân vân. Ví dụ như là liệu rằng là cái dịch nCoV này kéo dài bao lâu? Nếu tôi bỏ tiền trước cho bây giờ mà thời gian tôi sử dụng sản phẩm nó rất là muộn, rất là lâu thì không biết là tôi có được hưởng lãi gì không hay là tôi bị thiệt hại. Nay thì người tiêu dùng được đánh giá là những người tiêu dùng rất là thông minh và người ta đủ biết là đâu là một sự khuyến mại thật và đâu là những cái khuyến mại giả. Sau chuỗi ngày ngủ đông vì Covid-19, các doanh nghiệp muốn trở lại cuộc sống bình thường mới, ai cũng cần vốn. Trong lúc khó khăn, những hình thức tạm ứng trước tiền của người tiêu dùng như thế này là một cách để doanh nghiệp lấy đà hồi phục trở lại.